một thế giới đồ chơi luôn các bạn ơi. Ha, đây là một chiếc xe trộn bê tông khổng lồ nè các bạn. Ha, để mình xay cho các bạn xem nè. Wow, xay được luôn nha các bạn ơi. Đó, mình xay nè các bạn. Xay. Xe này rất là to nha các bạn ơi. Wow, rất là tuyệt vời nha. Đấy, còn đây là một chiếc xe cần cẩu cứu hộ nha các bạn. Rồi, mình để đây nha. Wow, chiếc xe này lạ quá các bạn ơi. Wow, chiếc xe máy múc này lạ quá à. Rất là đẹp nha các bạn. Ủa sao bánh xích này lạ quá ta. Thôi để mình xúc cát thử coi được không ta. Wow, được luôn nè các bạn. À, trên đây có một con vịt rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Thôi mình để đây nha. Rồi. Ấy, ấy, xe cần cẩu múc cát đẹp quá ta. Ấy, xe này xe mới luôn các bạn ơi. Ấy, xe mới luôn nè. Ấy, đây là một chiếc xe màu trắng rất là đẹp nha. Ấy, còn đây là một chiếc xe tải nha các bạn ơi. Ấy, xe tải chở cát rất là to nha các bạn ơi. Xe này to và dài lắm nha các bạn. Rồi mình để đây nha. Ấy. Ấy, đây là chiếc xe cứu thương nha các bạn ơi. Ấy, xe đẹp quá à. Ấy, xe ambulance nha các bạn, xe cứu thương rất đẹp luôn. Hai màu trắng nha. Rồi mình để đây luôn. Ấy, đây là chiếc xe máy múc nha các bạn ơi, máy múc cát. Rồi, đây là chiếc xe đầu kéo nha. Rồi mời các bạn đón xem hết video này của mình nha. Ơi, hello, xin chào các bạn nha. Mình là một chiếc xe cần cẩu khổng lồ đây. À, hôm nay mình tới cái bãi đất cát này mình đào đồ chơi nha các bạn. Oh, à, đây thì có một cái xẻng xúc cát nha các bạn. À, đây nè. Đây là mình xúc cát cho các bạn xem nè. Đào đồ chơi thôi. Ôi, mình đào trúng cái gì nè các bạn ơi. Đây, mình lấy cái xẻng nha các bạn. Lấy cái xẻng mình đào lên nha. Ây da ơi, ơi là một chiếc xe gì đây ta? Ây, để mình lấy lên nha các bạn. Wow, đây là một hình như là một chiếc xe kéo đó các bạn. À, xe đầu kéo nha. À, xe đầu kéo bu ly nha các bạn. Rồi mình để đây nha. Ây, được một chiếc rồi các bạn ơi. Mình đào tiếp thôi. Ôi, 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 đồ chơi gì còn trong bịch nè các bạn ơi. Ây, mình đào nha. Đào lên, đào lên, đào lên. Ôi, hình như là mình đào trúng một kho báu đồ chơi luôn rồi các bạn ơi. Đây, mình lấy lên nha các bạn. Ôi, đây, đồ chơi còn mới cáo luôn các bạn ơi. Đây, hình như đây là một chiếc xe ben này các bạn. Đây, xe tải chở đất này các bạn ơi. Chiếc xe này to lắm nha các bạn. Xe tải chở đất này to lắm nha. Rất là bự luôn. Đây, rồi tí nữa mình mở cho các bạn xem nha. Còn trong bịch luôn các bạn. Rồi bây giờ mình đào tiếp nha các bạn ơi. Ấy, còn nữa nè các bạn ơi. Ấy, hình như là còn nữa nè, mình đào tiếp nha. Ui dồi. Ôi, còn đồ chơi mới nè các bạn. Mình đào thôi. Hôm nay vô mánh nữa các bạn, lại tìm đúng một kho báu đồ chơi nữa các bạn ơi. Ý, trời ơi, em lấy ra nha. Ấy. Wow, cứng quá các bạn. Chở lên nha. À, dính cát rất là nhiều luôn các bạn. Ê, còn trong bịch nè, để mình lấy ra nha. Ôi, ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát các bạn. Ơi, mình mới mở cái xe tải chở đất ra nè các bạn. Ôi, xe này đẹp quá các bạn ơi. Xe này rất là dài luôn nha các bạn. Ôi, bây giờ mình xúc cát mình để lên thử nha. Dài. Để coi mấy gào là đầy nha các bạn. 2 gào nè. 3 gào nha các bạn. 4 gào, 5 gào. Rồi. Đấy, bây giờ mình đi đổ cát nha. Đổ thôi. Wow. Đấy, chiếc xe này đạp của các bạn ơi. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ đi đào cát thôi. Mình để qua bên đây nha. Hay mình để mấy chiếc xe này qua đây thôi. Đấy. Ô, ấy chiếc xe gì màu trắng bự quá các bạn ơi. Ấy xe gì màu trắng nè các bạn. Ơi xe này trắng tươi luôn các bạn ơi. Ấy còn trong bịch luôn các bạn. Hình như là một chiếc xe mới nữa các bạn ơi. Ấy, ơi, ơi xe gì đây? À, xe cứu thương các bạn. Ơi à, ambulance nè các bạn ơi. À, xe cứu thương nha các bạn ơi. Hả, à, trên đây có bác sĩ nè các bạn. Ơi, à, xe này có bác sĩ ở trên đây nữa nè các bạn ơi. Rồi. Xe này đẹp quá, xe này to quá các bạn ơi. Vui quá nha. Wow, xe rất là to, rất là dài nha các bạn. Xe này trắng đã quá à. Rồi bây giờ mình để bên đây nha. Rồi mình để lên xe tải này nha các bạn.
Rồi tí nữa mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ đào tiếp thôi. Ủa các bạn ơi, hình như mình thấy cái gì vàng vàng đây nè. Ủa vàng vàng trắng trắng nữa các bạn ơi. Đào tiếp nha. Đây. Wow. Ơi, hình như là một chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. À, đây nè. Ơi, mình thấy rồi nha. Mình phát hiện ra đây là một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Wow. Đây là một chiếc xe trộn bê tông to quá các bạn ơi. À, để tí mình mở ra cho các bạn xem luôn nha. Ơi, xe này còn rất là mới nha các bạn, tại vì nó còn trong bịch nha các bạn ơi. Và rất là to nha. Rồi mình để đây nha, tí nữa mình mở cho các bạn. Ha ha, rồi bây giờ mình sẽ đào tiếp thôi. Ô, ấy mình thấy chiếc xe gì nữa nè các bạn ơi. Ấy hình như đây là một chiếc xe gì đây? À, chiếc xe màu hồng rất là đẹp nha các bạn. Ấy, xe này là xe cần cẩu cứu hộ nha các bạn ơi. Ấy rất là đẹp luôn. Ủa xe này xịn quá ta ơi. Ủa xe này có cái kính xịn quá các bạn. Rất là xịn luôn nha. Rồi bây giờ mình để đến đây luôn nha các bạn. Ấy, để lên xe đây luôn nha. Rồi tiếp tục thôi, nhiệm vụ của mình bây giờ đào kiếm đồ chơi đẹp thôi. Ô, ai, ai, xe gì nè các bạn ơi, mình thấy một anh tài xế này nè các bạn. Ấy, xe gì đây đó, xe này bự quá các bạn ơi nè. Ấy, xe gì bự quá các bạn ơi. Đây, để mình dùng tay mình lấy lên nha các bạn. Ây da, à, đây là một chiếc xe cẩu mút cát các bạn ơi. Xe này màu cam rất là đẹp nha, màu vàng cam rất là đẹp luôn. Wow, để mút cát cho các bạn xem nè. Wow, mình xem một vòng nha. Rất là đẹp nha các bạn. Đây, đây là toàn bộ những đồ chơi nãy giờ mình tìm được nè các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy nhiều không? Ơi, bây giờ mình sẽ mang những cái số đồ chơi này đi rửa nha các bạn. Ồ, những chiếc xe này rất là dơ rồi, dính cát rất là nhiều. Ơi các bạn ơi, bọn mình tới cái bãi nước rồi nha các bạn. À, tới cái hồ nha các bạn ơi. Wow, mát quá các bạn ơi, tắm thôi, bọn mình tắm thôi nha các bạn. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nè các bạn ơi, để mình xây cái này nha. Wow, xây được luôn nè các bạn ơi. Xe này rất là xịn nha các bạn, nhìn nhìn mình xây nè các bạn. Wow, cái này có thể xây qua xây lại để đổ cát đá nha các bạn. Ồ, rất là mát luôn. Ồ, sức rồi, sức rồi. Để mình lắp lại nha. Lại thôi. Rồi ok. Để đây nha các bạn. Cho mình tắm với nha. Wow, đây là một chiếc xe cứu thương nha các bạn ơi. À, ambulance nha các bạn. Ơi, mát quá. Còn đây là một chiếc xe cần cẩu mút cát. Ơi, màu xanh rất là đẹp nha các bạn ơi. Ơi. Wow, đẹp quá. Rồi mình để đây nha các bạn. Tiếp theo thôi. Đây là một chiếc xe kéo nè, đang chở một chiếc xe cần cẩu nha các bạn. Ai ơi, xe này đẹp quá các bạn ơi. Ấy, xe này có thể kéo dài ra được nè các bạn. Đấy, thu ngắn lại. Rồi để trên đây thôi. Xe này là xe đầu kéo nha các bạn. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Rồi tiếp theo thôi. Wow, rồi xe này màu trắng đẹp quá các bạn ơi. Xe cần cẩu rất là đẹp nha. Rồi để mình tắm cho nó sạch sẽ nha các bạn, để dính cát rất là nhiều luôn rồi. Wow, rồi tiếp theo. Hay, đây là một chiếc xe cần cẩu mút cát nè các bạn. Rửa luôn nha. Đấy, đây nè. Đấy, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Đấy, để mình chở nước nha. Đó, mình chở nước được luôn nè. Đấy, xe tải chở đất nha các bạn. Bây giờ chở nước cho các bạn xem nè. Đấy, bây giờ mình thử múc nước lên nha. Đấy, mình múc nước lên xe tải nha các bạn. Wow. Rồi, mình cùng đếm xem bao nhiêu chiếc xe nha các bạn. À, đây là toàn bộ những chiếc xe sớm giờ mình đã tìm được rồi các bạn. Đây mình đếm nha. Một chiếc nè, hai chiếc nè, ba chiếc nè, bốn chiếc nè, năm chiếc nè, sáu chiếc nè, bảy chiếc nè, tám chiếc luôn các bạn ơi. Wow, rất là nhiều nha các bạn.
rất là nhiều xe luôn nha.